Chào tất cả các em, cô là cô Linh, rất vui vì được gặp lại tất cả các em. Chúc các em có một tuần mới, sức khỏe tốt và học tập thật tốt nhé. Khi vào bài học của ngày hôm nay thì cô muốn nhắc lại một số lưu ý khi học tập trực tuyến. Đó là các em cần có sách giáo khoa ở máy tính hoặc điện thoại đã cài sẵn chương trình. Nhớ nhấn nút tạm dừng để có thêm thời gian suy nghĩ, trả lời, hỏi cô và các bạn khi mà mình cần những cái câu hỏi chưa hiểu. Làm bài tập đầy đủ và chúng ta cố gắng học tập thật nghiêm túc. Chúc các em có một ngày học tập thật vui vẻ và ghi nhớ kiến thức thật lâu. Hôm nay chúng ta sẽ học bài thực hành 6 sử dụng lệnh lặp while do. Khi qua bài thực hành này thì chúng ta cần ôn lại một số lý thuyết đã được học vào tuần trước. Câu hỏi đầu tiên cô đặt ra là nêu cú pháp của câu lệnh lặp while do. Câu lệnh lặp while do có cú pháp như sau: while điều kiện do câu lệnh chấm phẩy. Bạn nào cho cô biết cách thực hiện của câu lệnh lặp while do? Bước 1 đó là kiểm tra điều kiện. Bước 2, nếu điều kiện sai, câu lệnh sẽ bị bỏ qua và việc thực hiện lệnh lặp kết thúc. Còn nếu điều kiện đúng thì thực hiện câu lệnh và quay lại bước 1. Chúng ta thấy đây chính là sơ đồ khối của câu lệnh lặp while do. Chúng ta sẽ sửa lại những cái câu hỏi mà tuần trước chúng ta đã đặt ra nhé. Trong các hoạt động dưới đây thì hoạt động nào là lặp với số lần chưa biết trước? Ở đây chúng ta thấy câu A nè, cũng có một con số cụ thể là từ 1 tới 20. Câu B là nhập các số nguyên cho đến khi đủ 50 số. Câu C là mỗi ngày học bài 2 lần, cũng đều là những con số cụ thể. Còn câu D, nhập vào một số cho đến khi nhập vào là số chẵn thì dừng. Chúng ta sẽ không biết được đến khi nào chúng ta sẽ nhập vào một số chẵn. Cho nên đây chính là hoạt động lặp với số lần chưa biết trước. Câu chúng ta cần chọn là câu D. Câu số 4, hãy chỉ ra lỗi trong các câu lệnh sau đây. Với cú pháp của câu lệnh while do mà chúng ta đã được học thì chúng ta cùng xem nhé. Câu A đó là chúng ta dư dấu hai chấm, phép so sánh sẽ không có dấu hai chấm ở đây. Câu B ở đây là phép gán nên chúng ta thiếu dấu hai chấm. Và câu C ở đây sau câu lệnh while do thì có hai câu lệnh được thực hiện. Do đó mà mình phải đặt trong từ khóa begin và từ khóa end. Câu số 5, đoạn lệnh sau cho kết quả là gì? Với s bằng 1 và trong khi s nhỏ 10 thì sẽ in ra biến s, sau đó biến s được tăng lên một đơn vị. Do đó chúng ta thấy ở đây sẽ in ra các số từ từ 1 cho đến 9. Như vậy câu đúng là câu A. Chúng ta vừa ôn lại lý thuyết của câu cái lệnh lặp while do. Vậy thì hôm nay bài thực hành 6 ở đây chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện những cái bài tập để hiểu rõ hơn về câu lệnh lặp while do nhé. Với bài số 1 trong sách giáo khoa thì các em tự tìm hiểu nhé. Hôm nay chúng ta sẽ thực hành bài số 2 trang 69, tìm hiểu chương trình nhận biết một số tự nhiên n được nhập vào từ bàn phím có phải là số nguyên tố hay không. Nghĩa là chúng ta nhập vào một số tự nhiên n bất kỳ và in ra xem nó là số nguyên tố hay không là số nguyên tố. Vậy thì input và output của bài toán này là gì? Các em suy nghĩ nhé. Như vậy input sẽ là một số tự nhiên n, output trả lời n là số nguyên tố hay không là số nguyên tố. Vậy thì ý tưởng của bài toán này là gì? Đầu tiên chúng ta phải xem số như thế nào được gọi là số nguyên tố. Một số chỉ chia hết cho một và chính nó thì nó chính là số nguyên tố. Như vậy nếu một số n có thể chia hết cho bất cứ số nào đó mà khác một và chính nó thì đó không là số nguyên tố. Như vậy chúng ta kiểm tra lần lượt n có chia hết cho các số tự nhiên hay không. Nếu như chia hết thì n không là số nguyên tố. Ví dụ 9 chia cho 3, 10 chia cho 2 và 5 thì 9 và 10 đều không là số nguyên tố. Nhưng nếu như không chia hết, chỉ chia cho 1 và n thôi thì n chính là số nguyên tố. Ví dụ số 5 hoặc là số 7. Như vậy thì chúng ta kiểm tra tính chia hết bằng cách nào? Đó là bằng phép chia lấy phần dư. Chúng ta sẽ dùng hàm mod. Chúng ta cùng tìm hiểu thuật toán kiểm tra xem một số n nhập vào có phải là số nguyên tố hay không nhé. Đầu tiên nhập vào số tự nhiên n từ bàn phím. Nếu như n nhỏ hoặc bằng 1 thì n không là số nguyên tố. Chúng ta nhớ nhé, 1 không phải số nguyên tố. Ngược lại chúng ta qua bước 3 sẽ khởi tạo y bằng 2. Nếu như n không chia cho y
Có nghĩa là n mod đi khác không thì chúng ta tăng lên một đơn vị. Đó, ví dụ đầu tiên n bằng 2, sau đó tăng lên 3, 4, 5 gì đó. Cho đến khi n chia cho y thì chúng ta đi qua bước số 5. Nếu y bằng n thì n chính là số nguyên tố. Có nghĩa lúc này n không chết cho bất cứ số nào ngoại trừ 1 và chính nó. Còn ngược lại, y khác n thì n không là số nguyên tố. Nghĩa là n đã chia hết cho một số nào đó rồi. Cô nhắc lại một chút xíu nha. Số nguyên tố là số chỉ chia hết cho một và chính nó. Nên đây nếu ta kiểm tra n có thể chia hết cho bất cứ số nào thì n không phải là số nguyên tố. Chúng ta cùng phân tích một chút xíu. Rồi, ở đây ví dụ cô nhập n bằng 1. N sẽ nhỏ hơn hoặc bằng 1 cho nên n không là số nguyên tố. Vậy nếu cô nhập n bằng 9, chúng ta xem như thế nào ha? Đầu tiên cô gán cho y bằng 2. Với y bằng 2 thì 9 mod 2 khác 0. Kết quả của phép so sánh này là đúng cho nên cô phải tăng y lên một đơn vị. 9 mod 3, đó, 9 chia hết cho 3. Cho nên kết quả của phép so sánh này là sai. Chúng ta sẽ dừng lại. Sau đó chúng ta kiểm tra y ở đây đang bằng 3, n của chúng ta bằng 9, y khác n cho nên in kết quả 9 không là số nguyên tố. Ví dụ với n bằng 5, chúng ta sẽ kiểm tra 5 có phải là số nguyên tố hay không nhé. Đầu tiên mình cũng gán y bằng 2. Y bằng 2, 5 mod 2 khác 0, kết quả của phép so sánh đúng, cho nên chúng ta tăng y lên một đơn vị. Y bằng 3, 5 mod 3 khác 0 đúng, tăng y lên một đơn vị. Y bằng 4, 5 mod 4 khác 0 đúng, tăng y lên một đơn vị. Y bằng 5, 5 mod 5 lúc này đã bằng 0 và kết quả của phép so sánh là sai, nên chúng ta dừng. Chúng ta sẽ kiểm tra y và n. Y đang bằng 5, n cũng bằng 5, cho nên y bằng n. Vậy chúng ta in ra kết quả 5 chính là số nguyên tố. Vậy thì cô vừa mới phân tích cho chúng ta ba con số, đó là số 1, số 5 và số 9 đều đã cho ra một kết quả chính xác đối với thuật toán. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ viết chương trình như thế nào? Chúng ta cùng xem nhé. Đây chính là chương trình tìm hiểu nhận biết một số tự nhiên n được nhập vào từ bàn phím có phải là số nguyên tố hay không. Ở đây cô cũng khai báo hai biến n và biến y cũng với kiểu dữ liệu là integer. Chúng ta sẽ cùng phân tích thêm một lần nữa để hiểu rõ hơn về thuật toán cũng như chương trình nhé. Đây là chương trình đã được chúng ta viết từ thuật toán. Bước 1, nhập số tự nhiên n từ bàn phím, chúng ta thấy println n. Bước 2, nếu n bé bằng 1 thì n không là số nguyên tố. Ngược lại thì qua bước 3, if n bé bằng 1 then println n không là số nguyên tố, else. Ở đây chúng ta khởi tạo y bằng 2. Bước 4, nếu n không chia hết cho y, có nghĩa là n mod y khác 0 thì chúng ta tăng y lên một đơn vị và quay lại bước 4. Còn nếu chia hết cho y thì chúng ta qua bước 5. Đây chính là bước 4 while n mod y khác 0 do y hai chấm bằng y cộng 1. Bước 5, nếu như y bằng n thì mình in ra n là số nguyên tố, ngược lại thì in ra n không là số nguyên tố. Đây chính là thuật toán cũng như là chương trình của bài toán tìm hiểu chương trình nhận biết một số tự nhiên n được nhập vào từ bàn phím xem đó có phải là số nguyên tố hay không. Sau khi viết chương trình thì chúng ta cùng chạy thử với một số số. Ví dụ như ở đây cô nhập vào số 1 thì rõ ràng 1 không phải là số nguyên tố. Nhập vào số 9, in ra 9 không phải là số nguyên tố. Và ở đây, nếu như chúng ta nhập vào số 5, thì 5 chính là số nguyên tố. Như vậy là cô đã thử với ba con số, số 1, số 9 và số 5 đều cho kết quả chính xác. Như vậy là chúng ta vừa mới hoàn thành việc làm bài tập số 2, đó là nhập vào một số tự nhiên và kiểm tra xem đó có phải là số nguyên tố hay không. Cô đã phân tích thuật toán, đã viết chương trình, đã nhập vào các con số để kiểm tra xem đó đúng là số nguyên tố hay không phải số nguyên tố.
Vậy thì bây giờ để ôn lại bài thực hành 6 cũng như ôn lại câu lệnh lặp why do, chúng ta cùng làm một số bài tập nhé. Câu số 1, hãy cho biết đâu là lệnh lặp với số lần chưa biết trước hợp lệ. Các em cùng suy nghĩ nhé. Ở đây câu A chúng ta thấy có một phép gán là x bằng x cộng 5. Như vậy ở đây rõ ràng là thiếu dấu 2 chấm. Câu C, ở đây chúng ta thấy chúng ta chưa viết đúng về cú pháp khi mà mình viết câu lệnh while do. Như vậy chỉ có một câu chính xác ở đây là câu B, while x nhỏ bằng 15, do x 2 chấm bằng x cộng 3. Câu chính xác là câu B. Hãy cho biết đâu là đoạn lệnh lặp bằng câu lệnh while do để tính tổng f bằng 1 cộng 2 cộng cho tới 10. Bài này chúng ta đã từng làm vào tuần trước rồi đúng không nào? Chúng ta thấy câu A chưa có chính xác vì chưa có tăng y lên một đơn vị nè. Câu B, sau do có hai câu lệnh được thực hiện nhưng không đặt trong cặp từ khóa begin and. Câu C, ở đây while y không có một phép so sánh nào cả. Cho nên câu chính xác ở đây của chúng ta là câu D, s 2 chấm bằng 0, y bằng 0, while y nhỏ bằng 10 thì thực hiện hai câu lệnh đó là s bằng s cộng y và y bằng y cộng 1. Câu chính xác là câu D. Như vậy thì chúng ta vừa mới hoàn thành việc mà chúng ta ôn lại các bài tập liên quan đến câu lệnh lặp while do. Vậy thì chúng ta cùng nhắc lại những kiến thức hôm nay chúng ta đã học được. Cú pháp của câu lệnh lặp while do là while điều kiện do câu lệnh chấm phẩy. Với cách thức thực hiện câu lệnh lặp while do như sau. Bước 1 là kiểm tra điều kiện. Bước 2, nếu điều kiện sai, câu lệnh sẽ bị bỏ qua và việc thực hiện lệnh lặp kết thúc. Còn nếu như điều kiện đúng thì thực hiện câu lệnh và quay lại bước 1 cùng với sơ đồ khối của câu lệnh lặp while do. Như vậy hôm nay chúng ta đã hoàn thành việc thực hiện bài học bài thực hành 6 và chúng ta làm bài tập số 2 rất là chi tiết, rất là rõ ràng để hiểu rõ hơn về câu lệnh lặp while do. Bây giờ thì cô sẽ hướng dẫn tự học để các em học ở nhà được tốt hơn nhé. Mình nhớ xem video cũng như là file PDF nhiều lần để hiểu bài. Và quan trọng nhất là chúng ta sẽ làm bài tập số 2, trang 69 hoặc là chúng ta xem ở slide 14. Tuần này thì các em sẽ chụp cho cô 4 hình, đó là một màn hình bài làm và ba màn hình kết quả. Thì sẽ nhập lần lượt 3 số là số 1, số thứ tự học sinh và số thứ tự học sinh trừ 1. Ví dụ một bạn học sinh nào đó có số thứ tự là 5 thì sẽ nhập lần lượt là số 1, số 5 và số 4. Và sau đó thì mình gửi đáp án đến cho cô. Hạn chót nộp bài là ngày 25 tháng 4 năm 2020 và sau đó các em gửi về email hoặc là Zalo cho cô. Mọi thông tin cần thiết các em có thể liên hệ với cô, nhưng các em cố gắng chúng ta liên hệ sớm một chút nhé. Chúc các em học tập làm bài thật tốt. Rất cảm ơn các em vì đã theo dõi video cũng như mỗi tuần đều làm bài tập rất tốt. Chúc các em có nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại các em nhé.